Bộ tem kỷ niệm nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ. Bộ tem gồm 4 mẫu, được thiết kế tạo sự liên hoàn nhằm thể hiện từ quá khứ hào hùng đến tương lai tươi sáng của Điện Biên Phủ nói riêng và đất nước nói chung. Trước đó, nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tôn vinh gửi niềm tri ân sâu sắc tới những người anh hùng đã hy sinh xương máu, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ trung tuần tháng 3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định bổ sung đề tài tem kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào chương trình đề tài tem bưu chính năm nay. Bối cảnh xuyên suốt của cả bộ tem bưu chính này là cảnh lòng trào Điện Biên Phủ từ quá khứ hào hùng đến đổi mới và phát triển. Bố cục được thiết kế có những điểm nhấn ở từng mẫu. Tuy nhiên, khi sắp xếp liên hoàn 4 mẫu tem, người xem sẽ thấy được hướng mở ra từ tối đến sáng. 4 mẫu tem của bộ tem bưu chính phát hành vào ngày 5 tháng 5 có 4 chủ đề riêng, gồm Chắc thắng mới đánh, Cả nước ra trận, Bài ca không quên và Phồn vinh, Hạnh phúc. Mẫu tem thứ nhất có chủ đề Chắc thắng mới đánh. Hình ảnh chính trên mẫu tem là đoàn quân đang kéo pháo vào trận địa. Nền tem thể hiện hình ảnh sở chỉ huy tại Mường Phăng. Bên cạnh đó là hình ảnh máy bay địch đang đổ quân xuống lòng trào Điện Biên để tạo nên một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất lúc bấy giờ. Chủ đề Cả nước ra trận ở mẫu tem thứ hai được họa sĩ khắc họa bằng hình ảnh đoàn dân công hỏa tuyến tải đạn, lương thực, phục vụ chiến trường. Nền tem là hình ảnh bộ đội đánh chiếm và kéo cờ trên nóc hầm chỉ huy của Pháp, kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ. Mẫu tem thứ ba có chủ đề Bài ca không quên được diễn tả bằng hình ảnh nhóm cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa, tượng đài chiến thắng. Trên nền tem là hình ảnh lễ ký hiệp định Geneva đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuối cùng là chủ đề Phồn vinh hạnh phúc, thể hiện ở mẫu tem thứ tư với hình ảnh cô gái dân tộc Thái đang chào đón thiếu nhi các dân tộc tung tăng tới trường. Nền tem là hoa ban nở rộp trời trên vùng đất chiến trường Điện Biên năm xưa, nay đã mọc lên các công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế. 4 mẫu tem cũng có 4 tông màu khác nhau, song về tổng thể cả bộ tem đã được họa sĩ thiết kế chuyển tiếp từ sắc màu nóng sang sắc màu xanh tươi mát, từ chiến tranh đến hòa bình và màu xanh hy vọng của tương lai tươi sáng. Họa tiết dân tộc Thái được bố trí phía dưới làm nền, góp phần tôn vinh tính đa dạng văn hóa bản địa của dân tộc địa phương. Bộ tem bưu chính kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954-2024 do họa sĩ Nguyễn Du của Vietnam Post thiết kế để tạo sự liên hoàn. 4 mẫu tem tràn lề khuôn khổ 43x32mm có các giá mặt tem lần lượt là 4.000 đồng, 6.000 đồng và 15.000 đồng. Các nội dung và hình ảnh được lựa chọn đưa vào bộ tem về chiến thắng Điện Biên Phủ lần này không lặp lại với những nội dung đã được thể hiện trên các bộ tem cùng đề tài trước đó, đã được định kỳ phát hành 10 năm một lần kể từ năm 1954 đến nay.